Halloween mình sẽ làm nhà. Bên trong sẽ có rất nhiều đồ trang trí đáng sợ. Thế nhưng mà nhà theo phong cách gì nhỉ? Chắc chắn là nhà theo phong cách Spider-Man người nhện đi. Người nhện à, mới thích. Không làm nhà phải làm nhà công chúa cơ. Công chúa cái gì mà công chúa? Làm nhà phải làm nhà siêu nhân. Công chúa cơ. Siêu nhân người nhện. Công chúa. Siêu nhân người nhện. Công chúa. Siêu nhân. Anh cứ làm nhà siêu nhân đây. Anh có tiền tiết kiệm. Anh đi anh mua lều. Anh về anh làm nhà trang trí lều siêu nhân cho phong cách Halloween. Em Cam làm gì có tiền. Mà em Cam cũng chả biết làm cái gì cả. Nên là còn lâu mới làm được nhà. Còn lâu nhá em sẽ nhờ chị Trang giúp đỡ. Trang là bạn anh cơ mà. Còn lâu mới giúp đỡ em. Tớ là con gái. Tớ không thích lều công chúa. Cho nên tớ sẽ giúp đỡ em Cam trong vụ này. Cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Sao cậu lại giúp đỡ em Cam làm gì? Ra giúp đỡ tớ làm lều siêu nhân thế này. Các bạn thích làm lều siêu nhân hay lều công chúa? Tớ vẫn thích làm lều công chúa. Tớ đi làm lều công chúa với em Cam đây. Lều công chúa thì có cái gì hay. Lều siêu nhân mới là hay này. Không giúp tớ, tớ làm một mình luôn. Chả cần cậu. Để xem lều của bạn nào đẹp hơn. Đây, vào đây. Chị sẽ giúp đỡ em Cam á, trang trí cái lều này á, thắng anh Nhím luôn. Mình sẽ trang trí cái lều ở phòng của em Cam nhá. Đồ trang trí đây, em Cam đâu, ra phụ giúp chị. Hey you. Để em mở nhá. Em mở cẩn thận đấy. Kéo mạnh ra nào. Đấy. Bên trong này á, có một cái khung này. Đây chính là khung của lều. Còn đây là những cái lá cờ để trang trí lên trên đỉnh của chiếc lều. Chiếc lều màu gì đây? Màu hồng mày ra. Đây, khi mà chúng mình dựng lều xong ấy, nó sẽ ra hình như thế này này. Đầu tiên là sẽ phải xem các bước lắp ghép cái lều này như thế nào. 6 bước cơ à? Cái ống này để làm gì vậy chị ta? What the hell? Cái ống đấy là để khớp nối với những thanh này, chứ không phải là một cái còi đâu. Nhiệm vụ của em Cam là sẽ phải đưa những khớp nối này để chị nối lại thành cái khung nha. Đúng rồi, tiếp tục một khớp nối nữa. Đưa chị nối thành khung này nào. Ok. Nối dài ra. Đấy, được một đoạn rồi. Tiếp tục. A few moments later. Thế là chúng mình đã được hình gì đây em Cam có biết không? What? Hình vuông á? Các bạn nhìn đây xem có phải đây là một hình vuông không? Em Cam á đoán sai rồi. Còn các bạn nhỏ nhà mình có biết đây là hình gì không? Đây á là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Bởi vì cái cạnh này này dài hơn cạnh này. Cạnh dọc dài hơn cạnh ngang, cho nên đây được gọi là hình chữ nhật. Còn hình vuông á là bốn cạnh bằng nhau cơ. Tiếp tục chúng mình sẽ dựng tiếp nha. Lối lên thành hình ngôi nhà nào. Đã lắp xong lều đâu mà em Cam đã ngồi vào rồi. Mình sẽ lắp bốn cái cột như thế này. Một cái người nhện hình một con nhện siêu to khổng lồ. Còn đây mình còn chưa biết cái set đồ này nó có cái gì cơ. Một cái gối ôm hình siêu nhân nhện. Cái bọc to to này mình phải xem nó là cái gì mới được. Đây là cái gì đây? Đây là một cái đệm mà. Đệm này để làm ngủ. Thế còn cái này. Một cái lều. Lều hình con nhện. Rồi rồi. Chắc là mình sẽ phải lắp ghép cái lều này. Không có hướng dẫn sử dụng. Bây giờ các bạn ơi, được gì? Bình thường một mình tớ cũng lắp được lều luôn, không cần phải hai người luôn. Sao nhiều chữ thế này? Xem hình cho nó dễ hiểu. Khi mình lắp xong là mình sẽ ra được cái lều như dạng này. Đây đây đây, chính là lều siêu nhân người nhện của tớ này. Nhìn thấy con nhện rồi. Có ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình cứ buộc mấy cái que này trụ lại với nhau là xong rồi. Thế thì đơn giản quá. Ok.
mà sẽ nối lại với nhau. Cứ hai cây gậy ngắn sẽ được một cây gậy dài. Sau đó sẽ đút vào bốn góc của cây này. Mình sẽ phải làm sao cho cái đầu có lỗ chui lên trên các bạn nhá. Ống này bé thế này. Bé thế này thì đút làm sao nhỉ? Ôi giời ơi, cái này đúng là phải có hai người thì nó mới dễ được. Chả lẽ bây giờ lại đi nhờ bạn trai giúp? Thì không được. À, đây rồi. Tưởng gì hóa ra dỉ tương. Một mình tớ cũng có thể làm được tất. Tiếp theo mình sẽ cho cả ba cái que nhé. Que này cho cái lỗ này lên phía bên trên. Còn nốt công đoạn cuối cùng thôi là chúng mình đã hoàn thành xong cái khung ngôi nhà này của em Cam rồi. Đây. Lắp thêm một cái thanh đỡ ở giữa nữa nha. Đấy, cái nhà này chị lắp à, có bốn em Cam vào đây cũng không ngờ luôn. Em Cam đâu, ra đây phụ chị căng cái bạt này lên nào. Nhìn lên, cô mà thôi nhìn đi. Đấy, em Cam ra đằng sau đi, kéo cái đấy ra đằng sau. Em Cam căng ở bên trong nhá, còn chị sâu dây qua mấy cái lỗ đầu này để buộc cố định cái lều thì nó mới chắc các cậu ạ. Sau đó quấn thật chặt lại với nhau, kéo thật chặt này, quấn cho nó chắc. Càng chắc thì lều của các bạn sẽ càng vững. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ cái chân này ra, vẽ chân ra nào. Đấy, được rồi, buộc vào đây. A few moments later. Thế là mình đã có được một chiếc leo rồi. Bây giờ, có cái này nữa. Cái này là để gia cố cho cái leo của mình, để cho nó không bị tuột ra. Những cái thanh gỗ này nó không bị chẹo đi các cậu ạ. Đúng là leo của siêu nhân nó khác, chắc chắn hẳn. Thế này tí nữa mình có nhảy nhót ở bên trong cũng không bao giờ sợ. Xoáy chặt vào nhá. Được rồi đấy. Cái này để lên đây. Bây giờ vén cái màn này ra đã. Tiếp tục trang trí cái lều này nữa em Cam ạ. Chị em mình vẫn còn chưa hoàn thành xong đâu. Dây màn này lại nha. Em Cam đi lấy đồ trang trí cho chị đi. Thì mình sẽ trang trí cái lều này theo phong cách Halloween. Okay. Halloween thì không thể nào thiếu bí ngô được. Quả bí ngô á, bí ngô chúng mình sẽ trang trí ở đâu nhỉ? Trang trí ở ngay ngoài ngôi nhà này. Wow, đây đúng rồi, trang trí ngay lối cửa vào này. Hai bên hai chị bí ngô. Thế là chị em mình đã xong cái dây cờ này rồi. Bây giờ sẽ quấn lên cái mái này nhá. Anh Cam đâu? Ra đây, đây chị nào. Ô kìa, cẩn thận chứ, không là rơi hết các cái cò ra bây giờ. Rồi, ok, đưa chị cái dây này, chị buộc cố định vào đây nha. Lều của anh nhím mà, làm sao mà đẹp bằng lều của em Cam được. Rồi, bây giờ em Cam mang cho chị các dây đèn nhấp nháy ra đây. Rồi, ui ui, cái đèn này nó không nhấp nháy màu vàng như bình thường, mà có màu xanh, màu đỏ, màu tím, rất nhiều màu luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo cái đèn này ra nhá. Tháo cái đèn này ra, răng vào đây cho đẹp. Em Cam, kéo sang bên kia đi. Đấy, kéo vừa thôi. Rồi, ok. Đưa cho chị nào để chị buộc lên đây. Đấy. Được rồi đấy. Mình sẽ cho chiếc lều gọn gọn vào chỗ này. Ôi, bê luôn mà nó vẫn không bị sọc sạch. Vừa vặn luôn. Còn
còn cái gì nữa nhỉ? À, cái thẳng người nhẹ của mình. Đặt trước đều để mỗi khi mình đi vào lau lau cái chân này cho nó sạch. Úi giời, một cái giường ngủ tuyệt vời. Cái gối đâu, cái gối đâu? Cái gối ôm này. Wow. Có cả hình ngôi sao à? Sức mạnh của người nhện đấy các cậu ạ. Ngôi sao cũng hình ngồi nhện luôn. Mạng nhện. Đây, còn đây là gối nằm ngủ này. Gối nằm này. Gối ôm này. Thế là mình đã có một căn phòng người nhện thôi. Thế nhưng mà hôm nay là làm cái gì nhỉ? Làm cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Làm lều theo phong cách Halloween. Thế đồ Halloween, mình lại phải đi chuẩn bị đồ Halloween đã. Halloween không thể nào thiếu tơ nhện được. Đúng rồi, không thể nào thiếu tơ nhện được. Ở đây chị đã chuẩn bị một cái tơ nhện to khổng lồ luôn, như một cái lưới bắt cá. Wow. Như thế này mới đúng là Halloween. Con cá này nè. Rồi em cầm giúp chị bên dưới đi, bên dưới. Đấy, căng ra, căng thật dài ra. Rồi. Đấy, một cái mạng nhện to khổng lồ luôn. Răng vào đây. Rồi, ok ok. Đây, phải điều chỉnh cho cái tơ nhện này nằm ở giữa này. Lát nữa chúng mình sẽ để con nhện vào đây, nó mới đẹp. Phải đúng lối vào luôn. Đấy, trông được rồi đấy, được rồi đấy. Bơm mang Halloween nữa này. Đâu, bơm đâu để chị xem nào. À, bơm đây à, có một con rơi này. Và dòng chữ Halloween. Nào ra đây để chị bơm cho em Cam nào. Xem có vừa xinh không. À, vừa xinh luôn. Xem cam cong cong kiểu gì thế. Còn đây là cái gì vậy nhỉ? Nhìn này, bộ một bộ xương. Bộ xương á, bộ xương, chứ không phải con zombie. Đồng ra xem nhá, xem cái này nó là cái gì. À, chị biết rồi. Đây là những cái dòng chữ để trang trí em Cam ạ. Một bộ xương này. Còn đây là một con gì mà lại có cái đuôi dài như thế này các bạn nhỉ? Ui, xác ướp Ai Cập này. Còn đây là một quả bí ngô. Đây là một mũ phù thủy. Có cả một con ma luôn này. Halloween thì có ngay Halloween, chứ có cái gì khó đâu. Các bạn nhìn thấy sợ chưa? Quả này mới gọi là độc lạ. Em cảm thấy bạn chàng lên trời tối mà xuống đây nhìn thấy cái lều của mình nhá, có mà sợ thiết luôn. Hai cái mắt còn đung đưa này. Răng này, ghê chưa. Tích thích là một con zombie rồi. Theo lên luôn thế này. Đấy, nhìn thấy thế này nó mới khiếp. Cái gì đây nhỉ? Ủa, đây còn có cả một tấm bia mộ à. Ây chà, màu còn xanh xanh đó đâu. Bia mộ thì mình sẽ đặt ở đâu nhỉ? Đặt ở bên cạnh ngôi nhà. Như kiểu là mình đang cắm lều ở nghĩa trang ấy. Đấy, đặt ở đây nha. Tiếp theo nữa đây là cái gì đây? Một bộ xương các cậu ơi. Xương có cả chân, cả tay, lúc la lúc lắc luôn. Phía trước là xương màu trắng, còn phía sau là xương màu đen. Mình sẽ quay mặt trước ra, nhìn thấy cả mấy cái răng này trông nó ghê. Cái này thì mình sẽ treo ở bên hông này. Đấy. Wow. Thế là ra Halloween chứ có cái gì đâu. Các bạn nhìn xem cái lều này của mình á, chắc chắn đẹp hơn lều của em Cam, cái lều của bạn Trang nhiều đúng không? Nếu như các bạn thích lều của mình hơn thì hãy đăng ký cho mình nha. Wow. Thế là chiếc lều công chúa trang trí theo phong cách Halloween của em Cam đã làm xong rồi. Rất là nhiều nhện luôn. Một con nhện mẹ này và những con nhện con. Dưới này có một quả bí ngô, cũng có những con nhện đang bám vào đây này. Các bạn có thấy da của tôi đẹp không? Chắc là đẹp hơn nào của anh Nhịp rồi. Đúng rồi. Chị làm mà lại chị đẹp hơn của anh Nhịp là chắc.